Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết âm lịch, tất cả học sinh sẽ quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, một số địa phương, trường học đã sẵn sàng cho tâm thế dạy học trực tuyến. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để đề xuất phương án học phù hợp. Các chỉ đạo của Sở sẽ bám sát kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, học sinh đến trường bình thường, thực hiện nghiêm kế hoạch phòng dịch. Ngược lại, các trường sẽ triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến. Còn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đã lên phương án dạy và học trong 3 kịch bản, gồm tình hình dịch ổn định, có nguy cơ xảy ra dịch bệnh và dịch bệnh xảy ra. Tại Cần Thơ, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới. Các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.